Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, rối loạn chức năng tiền đình là một căn bệnh mà nhiều người mắc phải. Khi mắc phải căn bệnh này có thể khiến cho cô bác mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt và chóng mặt. Tuy rằng đây không phải là bệnh nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng những triệu chứng của nó lại dai dẳng, khó chịu và làm sụt giảm nghiêm trọng năng suất lao động cũng như là chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên thì cô bác cũng đừng quá lo lắng, bởi vì thật may mắn, chế độ dinh dưỡng có thể giúp cho chúng ta giải quyết bệnh này một cách triệt để. Do vậy, trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ đến quý cô bác 3 loại rau quả mà chúng ta nên sử dụng để chế biến món ăn trị rối loạn tiền đình rất hiệu quả. Xin mời cô bác hãy cùng theo dõi ngay sau đây và bổ sung thêm vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của cả gia đình nhà mình, cô bác nhé! Thực phẩm đầu tiên góp mặt trong danh sách này đó chính là đậu nành dành cho người ăn chay. Cô bác biết rồi đấy, đậu nành là một trong những thực phẩm có lợi cho sức khỏe cho dù ở bất cứ độ tuổi nào đi chăng nữa. Theo các chuyên gia về sức khỏe thì trong đậu nành có chứa nhiều vitamin K. Đây là một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thần kinh, chống lại bệnh Alzheimer. Hơn nữa, axit béo omega 3 có trong đậu nành có vai trò quan trọng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và làm giảm tình trạng hoa mắt, là một trong những triệu chứng rối loạn tiền đình thường gặp ở cô bác. Bên cạnh đó thì đậu nành là một nguồn tuyệt vời của sắt và các loại vitamin. Đậu nành được coi là những hạt cà phê có chứa hàm lượng sắt cao. Do vậy, đây là một thực phẩm ít chất béo và có chứa protein cao giúp chống thiếu máu của bác nhé. Vậy nên, trong chế độ dinh dưỡng, phòng ngừa rối loạn tiền đình, cô bác có thể bổ sung thực phẩm này thường xuyên hơn. Tiếp theo, đó là quả dâu tằm. Chắc chắn rằng nhiều cô bác sẽ bất ngờ bởi vì không nghĩ rằng một loại quả quen thuộc ở nhiều vùng quê nước ta lại được xếp vào top thực phẩm màu tím bổ dưỡng cho sức khỏe, có đúng không nào? Thậm chí là khi đến mùa sai quả, nhiều cô bác còn không thèm ăn để nó. Thế nhưng, đó là cô bác chưa biết đó thôi. Tại Nhật Bản thì loại quả này có giá từ 400 cho đến 500 nghìn đồng trên 1 kg. Tuy nhiên thì không phải tự nhiên mà loại quả màu tím này lại có mức giá cao ngất ngưởng đến như vậy đâu, cô bác nhé. Bởi vì dâu tằm có tác dụng dưỡng âm, bổ huyết, bổ gan, bảo vệ cho thận. Khi mà cô bác ăn vào mùa xuân thì còn có tác dụng giảm bớt các chứng, phân khô, táo bón. Và đặc biệt là có tác dụng lớn trong việc chữa rối loạn tiền đình mà nhiều cô bác ở đây thường mắc phải. Chưa kể thì dâu tằm còn được các chuyên gia phát hiện là có công dụng cực kỳ hiệu quả trong việc phòng chống bệnh đột quỵ nữa, cô bác nhé. Vậy nhờ đâu mà dâu tằm lại có thể tốt đến như vậy? Cô bác có thể hiểu như thế này. Cholesterol là một phân tử chất béo quan trọng có trong mọi tế bào trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên nếu như nồng độ cholesterol trong máu của chúng ta tăng thì sẽ khiến cho nguy cơ mắc bệnh tim mạch trở nên cao hơn. Trong khi đó, nếu cô bác ăn trái dâu tằm đều đặn thì mức độ cholesterol xấu trong cơ thể sẽ được giảm xuống. Từ đó sẽ giúp cho cô bác ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch, đồng thời duy trì lưu lượng máu ổn định, ngăn ngừa rối loạn tiền đình và các cơn đau tim cũng như đột quỵ mà cô bác dễ mắc phải. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả những lợi ích mà dâu tằm có thể mang lại cho chúng ta đâu nhé. Loại quả này còn có tác dụng như một thần dược giúp cho cơ thể của cô bác chống lại các tế bào ung thư hình thành. Bởi vì trong dâu tằm rất giàu chất chống oxy hóa. Mà cô bác có biết không, hai chất này có thể giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào khối u xuất hiện bên trong cơ thể của chúng ta. Hơn nữa, quả dâu tằm cũng có chứa nhiều anthocyanin và resveratrol. Hai hợp chất này sẽ giúp ức chế cũng như là kiểm soát, đẩy lùi tế bào ung thư, chẳng hạn như là ung thư ruột kết, ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt và tuyến giáp mà cô bác có thể mắc phải đấy nhé. Tuy nhiên thì cô bác cũng đừng vì thấy dâu tằm tốt cho sức khỏe mà ăn vô tội vạ. Mỗi ngày cô bác chỉ nên ăn với một lượng vừa phải, tức là khoảng 20 quả là phù hợp nhất rồi. Cô bác lưu ý, khi chọn dâu tằm thì chúng ta nên chọn những quả đã chín, có màu tím đen thì công dụng sẽ tốt hơn nhiều so với những quả vừa chín tới, cô bác nhé. Và cuối cùng, củ dền có thể giúp cho cô bác kiểm soát huyết áp. Cô bác thân mến, bệnh tăng huyết áp hay là huyết áp cao được coi là kẻ giết người thầm lặng, là một trong những căn bệnh nguy hiểm và có thời gian ủ bệnh kéo dài. Thế nhưng lại gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe của chúng ta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu trên toàn thế giới đấy cô bác.
Điều đáng nói thì đây là một căn bệnh thường gặp ở những cô bác nào bị bệnh béo phì, thiếu máu và rối loạn tiền đình. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa căn bệnh này ngay từ khi nó chưa hình thành là một yếu tố quyết định để giúp cho chúng ta có thể bảo vệ cho sức khỏe. May mắn thay, củ dền đã được nghiên cứu kỹ về khả năng làm giảm mức huyết áp cao, vốn là một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh thiếu máu của bác nhé. Trên thực tế, thì một số nghiên cứu cho thấy rằng nước ép củ dền có thể làm giảm đáng kể mức huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Ngoài ra thì củ dền sống có thể có tác dụng mạnh hơn so với củ dền nấu chín đấy của bác. Theo phân tích cụ thể của các chuyên gia về sức khỏe, thì những tác dụng hạ huyết áp này là do nồng độ cao của nitrat có trong củ dền. Trong cơ thể của chúng ta, nitrat từ thực phẩm được chuyển hóa thành oxit nitric. Cô bác có thể hiểu đơn giản như thế này, đây là một phân tử làm giãn nở các mạch máu và làm giảm mức huyết áp. Bên cạnh đó, như tôi đã chia sẻ, thì củ dền cũng là một nguồn folate rất tuyệt vời. Mặc dù nghiên cứu đã đưa ra các kết luận khác nhau, thế nhưng một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc tăng lượng folate ăn vào có thể làm giảm đáng kể các triệu chứng rối loạn tiền đình của cô bác đấy nhé. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhớ rằng tác dụng của củ dền đối với bệnh này chỉ là tạm thời mà thôi. Do vậy, chúng ta cần phải tiêu thụ chúng thường xuyên để có được những lợi ích về tim mạch lâu dài của bác nhé. Cô bác thân mến, như vậy là chúng ta có thể cải thiện rối loạn tiền đình hiệu quả với 3 loại rau củ mà tôi vừa chia sẻ. Tuy nhiên thì trên thực tế, để điều trị tận gốc khiến cho chúng không bao giờ quay trở lại thì chúng ta cần phải đảm bảo cung cấp nguồn dinh dưỡng có chứa nhiều chất sắt. Nếu cô bác để ý thì những ai bị rối loạn tiền đình cũng thường thiếu máu và khả năng bị máu nhiễm mỡ là rất cao. Do vậy, trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ tới cô bác 3 loại nước uống cực kỳ bổ lại dễ làm. Mỗi tối chỉ cần uống một cốc thôi là có thể đánh bay được mỡ máu, ngừa ung thư hiệu quả của bác nhé. Xin mời cô bác hãy cùng tôi theo dõi để uống sớm, khỏe sớm, yên tâm sống lâu bên con cháu của mình, cô bác nhé. Loại nước đầu tiên được điểm tên trong danh sách này đó chính là nước ép nghệ. Có nhiều cô bác khi đi làm về thường hay bị nhức đầu và chóng mặt, có đúng không nào? Tuy nhiên thì hầu hết chúng ta đều cho rằng do làm việc nhiều, căng thẳng quá, thế nên đau nhức cũng là lẽ thường tình mà thôi. Tuy nhiên thì đây chính là biểu hiện của việc máu lưu thông kém mà cô bác thường hay bỏ qua. Nguyên nhân rất có thể là do cô bác đã bị nhiễm mỡ trong máu. Lâu dần, nếu chúng ta không phát hiện kịp thời thì mỡ sẽ tạo nên các mảm bám và tích tụ trong động mạch hẹp, khiến cho máu và oxy cung cấp cho các bộ phận khác trong cơ thể, đặc biệt là tim bị chậm trễ. Nghiêm trọng hơn, cô bác sẽ rơi vào tình trạng tim đập nhanh, khó thở và hôn mê. Do vậy, chúng ta tuyệt đối là không nên chủ quan. Chỉ cần mỗi ngày cô bác uống một cốc nước ép nghệ thì tôi khẳng định với cô bác rằng chỉ sau một tuần thôi, lượng mỡ trong máu của chúng ta sẽ được giảm đi một nửa rồi. Như cô bác cũng đã biết, trong nghệ có chứa hàm lượng lớn curcumin có tác dụng chống tăng đường huyết đối với bệnh mỡ máu. Hơn nữa, chất này còn có tác dụng là chống viêm, chống thấp khớp, chống oxy hóa, cực kỳ hiệu quả đấy cô bác. Vậy nên, nước ép nghệ không chỉ giúp cho chúng ta yên tâm loại bỏ mỡ máu mà còn hạn chế nguy cơ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như là bệnh ung thư. Nhiều cô bác sẽ cho rằng làm nước ép nghệ khá phức tạp và tốn nhiều thời gian, có đúng không nào? Tuy nhiên thì tôi sẽ chia sẻ cho cô bác một cách làm không hề tốn kém thời gian mà lại vô cùng dễ nhớ. Chắc chắn là cô bác nào cũng đều có thể thực hiện được. Đầu tiên là cô bác mua giúp tôi 2kg nghệ vàng tươi đem rửa sạch. Tốt nhất là nên cạo sạch vỏ. Cô bác nào muốn nhanh thì bỏ qua bước này cũng không sao đâu nhé. Tiếp theo, sau khi rửa sạch, cô bác đem thái lát nhỏ rồi cho vào trong máy xay sinh tố và bỏ thêm 200ml nước, khoảng một cốc uống trà và xay nhuyễn. Sau đó thì cô bác sử dụng một tấm vải sạch và vắt kiệt lấy phần nước cốt rồi đem nấu. Cô bác lưu ý là cần đun nhỏ lửa đến khi nào thu được hỗn hợp tinh bột nghệ sệt thì chúng ta tắt bếp. Cuối cùng là cô bác để nguội, cho vào lọ rồi cất vào trong ngăn mát của tủ lạnh để sử dụng dần cô bác nhé. Mặc dù công dụng của nước ép nghệ là rất hiệu quả cho bệnh máu nhiễm mỡ, thế nhưng mà chúng ta lưu ý chỉ nên uống mỗi ngày 2 cốc 300ml vào sau bữa ăn sáng và bữa ăn tối mà thôi. Mỗi lần thì cô bác chỉ cần một thìa cà phê tinh bột nghệ, có thể pha thêm một thìa cà phê mật ong cho dễ uống cô bác nhé. Loại nước tiếp theo giúp cho cô bác phòng ngừa mỡ máu hiệu quả đó chính là nước ép cam.
Chắc chắn rằng đây là một loại nước ép ưa thích của nhiều người, có đúng không nào? Đặc biệt là dạo gần đây, khi mà cô bác tiêm vaccine COVID-19 về thì hầu như là cô bác nào cũng mua nhiều cam về để ép lấy nước, giúp nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể của mình. Tuy nhiên thì chúng ta đều cho rằng nước cam chủ yếu là cung cấp vitamin C cùng với một số khoáng chất thiết yếu khác, chứ cô bác lại không hề biết rằng nước cam có tác dụng phòng ngừa mỡ máu hiệu quả. Vậy thì loại nước này có chứa gì mà lại có công dụng tốt đến như vậy? Xin được chia sẻ với cô bác luôn, đó là trong cam có chứa một chất gọi là hesperidin, hay còn gọi là vitamin P đấy cô bác. Chất này có chức năng là tăng cường mao mạch, cải thiện lưu lượng máu, giảm lượng mỡ trung tính trong máu hiệu quả. Uống nhiều nước này, các mảng bám trong thành mạch hẹp cũng sẽ được loại bỏ đi cô bác nhé. Cũng giống như nghệ thì nước cam ép còn có khả năng chống oxy hóa và có tác dụng hạ huyết áp. Cô bác nào uống thường xuyên thì sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn mạch máu não. Về cách làm nước ép cam thì vô cùng đơn giản thôi cô bác. Chắc chắn là nhiều người cũng đã biết rồi. Để có được một cốc nước cam ngon mát thì cô bác chỉ cần 2 quả cam bóc vỏ, bỏ hạt, sau đó cho vào trong máy xay sinh tố, bỏ thêm từ 1 đến 2 viên đá nếu như chúng ta muốn uống lạnh là xong. Đối với các cháu nhỏ nhà mình thì cô bác có thể thêm một thìa cà phê đường để giảm đi độ chua cô bác nhé. Tuy nhiên thì không vì thế mà chúng ta lạm dụng và uống quá nhiều. Cứ đều đặn mỗi ngày một cốc, mỗi cốc khoảng 350ml là hợp lý nhất rồi cô bác nhé. Và loại nước cuối cùng mà cô bác nên uống để lọc sạch mỡ máu đó chính là nước ép cải bó xôi. Có nhiều cô bác ở đây thường mua cải bó xôi về để luộc, xào hoặc là ăn lẩu có đúng không nào? Có thể nói rằng đây là một trong những loại rau có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất trên thế giới. Thế nên việc chúng ta ăn nhiều rau này là rất tốt. Thế nhưng cô bác có biết không, cải bó xôi đem nấu thì sẽ không thể nào giữ được trọn vẹn những lợi ích vốn có của nó. Bởi vì khi chế biến, các loại vitamin, chất xơ đã bị biến chất đi rất nhiều. Mà thay vào đó, chúng ta nên xay nhuyễn, làm nước ép sinh tố để uống mỗi ngày, giúp tiếp nhận được hết dinh dưỡng của loại rau này. Không chỉ giúp cho cô bác đẹp dáng, đẹp da, mà nước ép cải bó xôi còn có khả năng loại bỏ mỡ máu cực kỳ hiệu quả của bác nhé. Theo phân tích của các chuyên gia về sức khỏe, thì rau cải bó xôi thuộc họ rau muối là loại rau dễ dung nạp và sử dụng tốt cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở các cụ già. Ăn nhiều rau này còn có thể kéo dài tuổi thọ của bác nhé. Bởi vì trong loại rau này có chứa nhiều vitamin B, vitamin C, lipid, nước và chất xơ. Hơn nữa, trong rễ của rau cải bó xôi có chất glycosid. Mà cô bác có biết không, chất này có tác dụng làm giảm mỡ cholesterol trong máu, đồng thời chữa tăng huyết áp. Cô bác ăn vào thì khỏe tới già đấy nhé. Tuy nhiên, để dễ uống hơn thì chúng ta nên lấy một nửa quả dứa ép ra nước. Sau đó thì dùng một bó cải rau bó xôi khoảng 200g và xay nhuyễn mịn hỗn hợp trong vòng 2 phút. Nếu cô bác muốn uống lạnh thì cho thêm vào đó từ 1 cho đến 2 cục đá để xay cùng. Sau khi có được hỗn hợp thì cô bác vắt thêm một quả chanh tươi vào khuấy đều. Như vậy là chúng ta đã có được cho mình một cốc nước ép thơm ngon và bổ dưỡng rồi. Chỉ cần mỗi ngày uống một cốc khoảng 250ml thôi là bệnh mỡ máu sẽ không dám bén mảng tìm đến cô bác đâu, cô bác nhé. Cô bác thân mến, chung quy lại thì rối loạn tiền đình là một căn bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như việc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên thì căn bệnh này sẽ được cải thiện nếu như thực đơn hàng ngày của chúng ta có 3 loại rau củ sau đây. Thực phẩm đầu tiên góp mặt trong danh sách này đó chính là đậu nành dành cho người ăn chay. Tiếp theo đó là quả dâu tằm. Và cuối cùng, củ dền có thể giúp cho cô bác kiểm soát huyết áp. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.